Quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã quyết định tổ chức lại các chi cục hải quan, trong đó sáp nhập 14 chi cục hải quan thuộc 12 cục hải quan, giải thể 1 chi cục hải quan. Việc sắp xếp này dựa trên đánh giá từ thực tiễn hoạt động của các chi cục và đề xuất của Tổng cục Hải quan nhằm tinh gọn hơn bộ máy hoạt động của ngành. Tại An Giang, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, chi cục hải quan Bắc Đai sẽ được sáp nhập vào chi cục hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông với tên gọi là chi cục hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, trực thuộc Cục Hải quan An Giang. Chi cục hải quan Bắc Đai đặt tại ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội, huyện An Phú. Mặc dù là cửa khẩu phụ, song hàng hóa xuất nhập tại cửa khẩu có chiều hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2019, có 62 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số gần 1.500 tờ khai. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 120.500 đô la, tăng 13% so với năm 2018. Các mặt hàng chủ yếu là bách hóa tổng hợp, sắt thép. Những năm qua, tình hình tại khu vực biên giới thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Bắc Đai luôn ổn định. Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các cơ quan chức năng và chính quyền hai bên biên giới được duy trì thường xuyên. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được giải quyết thủ tục nhanh chóng, chặt chẽ, đúng theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu. Tôi đến đây là cũng như là đại diện cho các công ty doanh nghiệp để mình làm cái thủ tục ở hàng hóa qua Campuchia tại cửa khẩu Bắc Đai. Hàng chủ yếu là bách hóa tổng hợp rồi có sắt thép. Em làm cũng đi cửa khẩu này cũng 4 năm rồi. Rồi ở đây thì anh em cũng tạo điều kiện giúp đỡ, chung là giúp đỡ từ trên tới dưới hết, tạo điều kiện tốt đẹp, rồi hàng hóa thuận tiện, rồi đi nhanh lẹ, thủ tục cũng làm nhanh lẹ. Để tổ chức lại các chi cục hải quan theo yêu cầu tinh gọn bộ máy, theo quyết định số 1860 ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 1 tháng 12 năm 2019, Chi cục Hải quan Bắc Đai sẽ chính thức sáp nhập vào Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông với tên gọi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, trực thuộc Cục Hải quan An Giang. Sau khi sáp nhập, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông sẽ gồm một đội nghiệp vụ Hải quan Bắc Đai, trụ sở đội nghiệp vụ vẫn đặt tại ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi đến làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc sáp nhập đã được thông báo rộng rãi trên các đơn vị tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân có liên quan. Đã có nghe được thông báo và tháng rồi ở Cục Hải quan An Giang có mời các doanh nghiệp để mà trao đổi về vấn đề đó, sáp nhập cửa khẩu Bắc Đai với Vĩnh Hội Đông. Rồi ở Cục cũng có công văn trả lời, rồi bắt đầu áp dụng là ngày 1 tháng 12 năm 2019. Rồi có những cái thay đổi mới trên vấn đề mà khai hải quan. Thì lúc đầu hiện giờ thấy nó cũng hơi có cái sự khó khăn một chút xíu. Nhưng mà anh em ở đây cũng cố gắng và nhiệt tình tạo điều kiện và hướng dẫn nhiệt tình cho các doanh nghiệp để khai đúng theo mã quy định của Cục Hải quan. Tính đến thời điểm này, Cục Hải quan An Giang có 5 chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc, gồm Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Mỹ Thới, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Sương, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông.